Chào bạn, mình là Thắng đến từ máy in quân nội. Thường thì những anh em chơi Sony có một cái lỗi băn khoăn cũng như lăn tăn cực kỳ lớn, đó chính là cái giá lens của máy ảnh Sony thực sự rất là chua, rất là chát. So với những cái ống kính đến từ hãng khác như kiểu Nikon hay là Canon thì người ta có giá rẻ hơn rất nhiều. Thì hôm nay mình có một deal hời dành riêng cho những anh em Sony để anh em có thể sắm những chiếc ống kính mình có thể để trên bàn đây với giá rẻ hơn rất là nhiều. Và những chiếc ống kính thanh lý lần này của chúng mình sẽ có đầy đủ từ ống zoom đến ống fix, từ ống dành cho máy ảnh căn full frame đến máy ảnh crop. Và chúng ta cùng đến với video nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ đến với ống kính của những dòng crop trước đi. Đấy, đa số thường thì anh em đa số chơi dòng crop nhiều hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái ống zoom huyền thoại của phổ biến nhất của bọn Sony này. Những cái ống zoom này thì nó sẽ dành cho những bạn nào mà có nhu cầu sử dụng đa dụng, đa mục đích, có muốn chụp được nhiều thể loại, nó muốn chụp được đủ mọi nhu cầu, muốn chụp từ chân dung đến phong cảnh, muốn chụp từ macro rồi chụp rộng hẹp đủ mọi thể loại mà không cần sử dụng quá nhiều ống. Thì các bạn thể ngắm qua ba chiếc ống kính zoom dành cho Sony dưới 10 triệu này. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ có chiếc ống kính 18-105. Chiếc ống kính tiếp theo chúng ta sẽ có là 16-70 và cuối cùng là chúng ta sẽ có 18-135mm. Thì giá của những ống kính này thì nó khá xem nhau, thì nên lựa chọn loại ống kính nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với loại ống kính có giá cao nhất trước đi, đó chính là chiếc 16-70mm này. Tại sao nó có giá cao nhất? Thứ nhất là nó có cái mác dai này. Như anh em đã biết thì cái mác dai này thực sự nó cực kỳ đáng tiền. Nó là một kiểu kết hợp từ một hãng đến cực kỳ nổi tiếng đến từ Đức, đó chính là Kazai, một hãng mà có thể so sánh được với Leica, luôn cho chiếc ảnh cực kỳ nổi khối và cái chiếc ảnh nó thực sự rất là đặc biệt. Đó, riêng cái mác dai này mình thấy nó đã khá đáng tiền rồi. Đó, lens thì được build rất là chắc chắn. Đó, tiêu cự thì từ 16mm đến 70mm, nói chung là cái tiêu cự nó rộng hơn một chút so với những cái lens đa dụng thông thường ở đây. Đó, 16mm rộng hơn khá so với 18mm đấy. Chúng ta có một cái build cực kỳ chắc chắn, build hoàn toàn kim loại nhá, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, các bạn thấy ở đây, đó, chữ thì có T sao đỏ ở đây. Đó, khẩu độ thì đương nhiên là một khẩu độ cố định F4, để cho mọi người một cái giải tiêu cự rất là đẹp, thì có thể cho bạn một cái khẩu độ cực kỳ đẹp để khi các bạn thể sử dụng mà các bạn không phải chỉnh lại khẩu độ, một cái lợi thế cực lớn đến những chiếc ống kính zoom mà không bị thay đổi khẩu độ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái thân hình cực kỳ nhỏ gọn. Đó, khi ví dụ như mình bỏ cái hút này ra, nó cực kỳ nhỏ gọn rồi. Nếu mà các bạn lắp lên những chiếc máy Sony A6000, A6400 rồi A6003 thì chiếc máy này cực kỳ vừa khít, lắp lên cực kỳ đẹp, vừa khít máy luôn. Đó, lắp thêm hút thì cho nó hoa mỹ một chút thôi. Đó, nói chung là dùng những ống kính này thì Sony phát triển khá tốt, lắp lên máy cực kỳ cân đối. Giá thì mình sẽ để góc bên này màn hình nhá. Đấy, anh em có thể tham khảo với giá thanh lý ở đấy. Loại này thì bên mình có khá nhiều con, có từ khá đến đẹp, nên mọi người sẽ có khá nhiều cái để lựa chọn nhá. Mọi người có thể đặt hàng qua online hoặc là đến trực tiếp cửa hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc ống kính cũng gọi là đa số anh em quay phim dùng, đó chính là chiếc ống kính 18-105 f/4. Về chiếc ống kính 18-105 f/4 này thì nó có gì đặc sắc? Đó, như các bạn thấy đây là một trong con ống kính nó to hơn hẳn hai cái loại ống kính kia, bởi vì một số thứ như sau. Đầu tiên, nó vẫn có khẩu độ f/4 đúng không, nhưng mà bên trong nó là có cả motor zoom điện. Đó, một cái motor zoom điện cực kỳ hữu ích khi bạn muốn dùng để quay phim. Nói chung mà anh em nào mà quay phim dành cho Sony Crop ấy thì không thể nào thoát khỏi con lens này rồi, bởi vì đây là một trong con lens gọi là phải có dành cho anh em nào dùng để quay phim, muốn quay phim đa dụng. Đó, con này thì nó rất là thoải mái về vấn đề zoom điện, rất là mượt, vòng zoom cũng như vòng lấy nét rất là mượt mà dành cho những anh em nào dùng để quay phim. Tiếp đến chúng ta vẫn có thêm một vòng gọi là cái vòng zoom điện đẩy á, rất là tiện. Nói chung là dùng con này thì nó hỗ trợ rất là nhiều dành cho những bạn nào chuyên về quay phim hơn là chụp ảnh. Chất lượng của nó thì ở mức ổn. Nói chung là con này không quá mạnh về chất lượng hình ảnh, mà nó mạnh về gọi là hỗ trợ dành cho quay phim á. Nói chung là khi các bạn vừa cần dùng để handheld cũng như lắp lên gimbal thì con này chống zoom cực kỳ tốt. Đó là dành cho những bạn quay phim. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với gọi là chiếc ống kính đa dụng rẻ nhất ở đây. Thì đó chính là chiếc ống kính 18-135mm. Đó, chiếc ống kính 18-135mm này thì nó có giá rẻ nhất trong 3 ống. Và cũng là loại ống kính mình khuyên các bạn nên mua nhất, bởi vì giá nó vừa hợp lý, chất lượng cũng tốt, và đặc biệt dành cho những bạn nào mà chuyên chụp ảnh.
giải tiêu cự của nó gọi là giải tiêu cự rộng nhất, rộng hơn như hai con kia, nó là 18-135mm. So với hai chiếc ống kính này nó là 16-70 cũng như là 18-105 thôi. Đó, đương nhiên cái đấy đưa hy sinh một thứ đó chính là khẩu độ nó, thì sẽ là khẩu độ thay đổi từ 3.5-5.6. Nhưng khi các bạn chụp ở những ngoài trời sáng thì cũng không quá lo về cái vấn đề thay đổi khẩu độ. Hoặc thì mình có thể để ISO auto để có thể thay đổi theo tùy ý thích của bạn. Con này thì nó sẽ vẫn đầy đủ chống rung cho các bạn như hai chiếc ống kính kia, và chống rung nó khá là tốt. Và một điểm mạnh của nó nữa đó chính là cái chất lượng hình ảnh của nó chụp rất là nét. Mình đánh giá nó chụp nét hơn cả con 18-105 này này. Nên khi nào nếu mà anh em mà chỉ có nhu cầu chụp ảnh thôi nhá, thì dùng con 18-135 này dùng để chụp ảnh thì tốt hơn là con 18-105. Còn nếu quay thì hãy chọn con 18-105 này. Ngoài ra thì về hỗ trợ quay phim thì con này vẫn hỗ trợ rất là ok. Các bạn muốn lấy nét nhanh gần xa thì ông lấy nét rất là nhanh nhạy. Chỉ có điều là nó là zoom cơ thôi, nó không phải zoom điện như con 18-105. Ngoài ra build của nó là build nhựa nhưng cực kỳ chắc chắn, đầm tay, cực kỳ chắc nịch luôn, nó không phải kiểu ọp ẹp ẹp đâu. Mình rất là thích cái điều này từ con 18-135 này. Giá thì mình cũng sẽ để ở đây cho anh em tham khảo nhé. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với một chiếc ống kính fix dành cho máy ảnh crop đi. Thì mình đảm bảo đây một chiếc siêu fix luôn. Đó, như trên tay mình đây là một chiếc 2X32. Anh em thể thấy chữ dai to đùng đây, cực kỳ uy tín luôn. Nói chung là dùng Sony lắp với lens dai hoặc lens GM là chuẩn bài rồi, khỏi phải chê đấy. Lens thì sẽ có full box đầy đủ. Con này thì nó đã update firmware nhá. Từng con này là con của Kazai sản xuất luôn, nên có một điều khá là khắm, đó chính là con này thì phải mang về Đức để update firmware. Thế nên là khi các bạn tìm trên thị trường những con nào mà firmware thấp ấy, thì các bạn phải gửi về Đức mới update được firmware của nó. Còn riêng con bản mình đang cầm trên tay mình đã check rồi, bản firmware nó bản firmware mới nhất nên các bạn không phải lo về điều đấy. Đó, có đầy đủ, hộp rất là xịn luôn. Hộp màu xanh đặc trưng của Kazai. Đây, chúng ta sẽ có một chiếc ống kính cực kỳ nhỏ gọn đó. Về chiếc ống kính này thì mình có thể nói là nó có một tiêu cự. Đầu tiên một tiêu cự cực kỳ đẹp, 32mm f1.8. Đó, nó sẽ dành cho những bạn nào mà thích một combo nhỏ gọn cầm đi chụp dạo phố, hoặc là một combo nhỏ gọn có thể chụp được mọi thứ. Bởi vì cái tiêu cự 32mm này khi các bạn đang gắn trên máy crop ấy, thì nó ra khoảng tầm là 47 hoặc 50 gì đấy, mình cũng không tính rõ nữa. Thì nó sẽ một tiêu cự khá đẹp để các bạn thể chụp đa dụng, chụp đủ thể loại. Nói chung là một cái tiêu cự khá là ổn, an toàn. Thân hình của nó có khá là nhỏ gọn nữa. Nếu mà so với chiếc ống kính Sigma 30F1.4 ấy, thì mình giá cao con này hơn về độ build cũng như cái độ nhỏ gọn. Khi gắn lên máy, con 30 Sigma thì nhìn nó hơi thô, hơi dài. Còn con này thì lắp lên máy thì nó vừa đẹp luôn, trông cực kỳ hợp lý. Ngoài ra build của nó cực kỳ chắc chắn, nó là build kim loại chắc nịch luôn. Nó cần, nếu mà các bạn biết những cái dòng batit như kiểu 40 batit này, 25 batit này, hay là 85 batit, thì build con này không khác gì, cực kỳ chắc chắn, chắc nịch, một khối kim loại chắc nịch luôn. Đó, cầm rất là sướng, sờ lên tay vòng cao su thì là vòng cao su kiểu này, nó không như kiểu Sony kia, rất là hay ho, tê sao đặc trưng. Chụp ảnh của con này thì mình có một cái cực kỳ thích, đó chính vẫn chính là độ nổi khối của dòng Kazai, cũng như nó có một cái nữa, đó chính là khả năng xóa phông của con này thì rất là tuyệt vời. Nó hơn hẳn so với những con cùng hiệu năng như kiểu con 35F1.8 cell này, hay là con Sigma 30F1.4. Cái độ chuyển xóa phông của nó không thể nào bị bằng cái con 2X32 này được. Mình đánh giá con này có chất lượng ảnh cực kỳ tốt. Nhưng mà đổi lại nó có một cái giá cũng khá là cao so với hai con kia. Mình có thể nói là nó cao gấp rưỡi so với con cell 35 và cao khoảng tầm gần gấp đôi so với con Sigma 30. Và giá thanh lý mình để đây nhá. Thì con này nó có một cái hay. Ngoài những cái hay mà mình kể trên thì nó cũng có một nhược điểm. Nhược điểm nó là nó lấy nét ở mức độ trung bình thôi. Nói chung nó sẽ giật ra giật vào. Dùng để chụp thì rất là thoải mái, còn dùng để quay thì mình không khuyến khích dùng con này cả. Các dùng để quay thì bạn có thể sử dụng con khác, còn dùng để chụp thì con này là best, là tốt nhất trong tầm giá luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai chiếc ống kính zoom dành cho full frame Sony nhá. Đấy, ống kính zoom thì chúng ta sẽ có một chiếc góc rộng và một chiếc tele ở đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ có con 12-24mm đó. Con 12-24mm này thì nó một chiếc lens góc rộng cực kỳ tốt, độ méo thấp mà có khẩu độ f4 toàn dài, motor lấy nét nhanh. Nói chung là có nút custom đầy đủ các thứ mà ở một chiếc ống G của Sony nên có. Chất lượng hình ảnh thì ok luôn cho anh em, dành cho những bạn nào mà muốn quay góc rộng hoặc là chụp góc rộng như kiểu chụp kiến trúc hay là quay các thứ cần góc rộng á, thì con này tuyệt vời luôn. Nếu mà mình không có quá nhiều tiền để lên những con như kiểu GM á, thì mình khuyên con này một con trong những con Ultra Wide tốt nhất cho các bạn đó, dành cho full frame.
Con thề thì vẫn là mang thiết kế đặc trưng của Sony, build cực kỳ chắc chắn, mặc dù vỏ ngoài chỉ là vỏ nhựa nhưng mà cầm cực kỳ đầm tay, chắc nịch luôn. Ngoài ra nó sẽ là một chiếc hút gắn chặt luôn trên ống nhá, nó không phải như kiểu tháo rời hút ra như bọn kia, nên các bạn yên tâm không lo mất hút. Đấy, một cái rất là hay. Con này thì nắp của nó nắp chùm nên các bạn hãy lắp lắp lên nó sẽ rất là gọn gàng này. Giá của con này thì mình sẽ để ở đây để anh em có thể tham khảo giá thanh lý con này nhé. Tiếp đến, nếu mà các bạn cần một chiếc ống gọi tính gọi là Super Tele thì chúng ta sẽ có chiếc ống kính 70-350 này. Đó, loại ống kính này như con mình cầm trên tay thì loại đẹp gần như mới luôn, có đầy đủ hút cát cho anh em. Đó, con này thì có tiêu cự từ 70-350mm, một tiêu cự rất là hợp lý dành cho anh em nào thích săn chim cò. Khẩu độ thì từ 4.5-6.3, một khẩu độ tiêu chuẩn của những chiếc ống kính zoom thôi, nó không quá nhỏ như bạn nghĩ đâu, bởi vì những ống kính zoom mà làm được khẩu độ như này ấy, thì nó quá là tốt rồi. Đó, cực kỳ chắc chắn và nó cũng khá là nhỏ gọn so với những chiếc ống kính zoom bình thường nữa. Con này có một điểm cộng nữa, đó chính là nó có dòng cao su ở dưới này. Đó, dòng cao su ở dưới này. Cái dòng cao su này thì nó sẽ giúp các bạn chống chịu thời tiết nhá. Ví dụ bạn nào mà chụp chim cò mà phải ngồi săn á, mà tự nhiên gặp mưa mình vẫn có thể thoải mái mình chụp được, bởi vì nó có khả năng chống nước, chống chịu bụi nữa, rất là tốt. Khả năng lấy nét con này thì sử dụng motor G nên anh em có thể yên tâm, có thêm chống rung, có thể thoải mái chụp trong những cái điều kiện mà mình cần hạ tốc độ xuống thấp để bắt được ánh sáng. Giá thanh lý thì mình cũng sẽ ở đây nhá. Cuối cùng thì mình sẽ đến chiếc ống kính gọi là fix dành cho những bạn nào mà thích chụp góc rộng. Đó chính là chiếc ống kính 24mm dành cho máy ảnh full frame. Đây là một chiếc ống kính đến từ hãng Samyang nhá. Hãng Samyang này đây là một hãng đến từ Hàn Quốc, có lịch sử cũng khá là lâu đời rồi. Đó, làm lens thì nó có một đặc điểm là chất lượng và giá rẻ. Đương nhiên chất lượng nó không thể tuyệt vời những cái lens hãng rồi, nhưng mà bù lại cái mức giá rẻ và cái mức chất lượng đấy mình đánh giá là khá là ổn. Đó, như trên tay mình đây là một chiếc ống kính 24mm f2.8. Đấy, các bạn thể thấy rất là bé. Đó, nếu mà các bạn lắp lên những chiếc ống kính, những chiếc máy như kiểu A72, A73 thì nó cực kỳ gọn, trở thành một combo là siêu nhỏ gọn để anh em có thể đi du lịch. Cái góc 24mm này thì sẽ rất nhiều bạn thích, bởi vì nó sẽ tương đồng với một cái góc nhìn mà các bạn thấy ở trên điện thoại á. Điện thoại thì thường thì nó sẽ có một góc nhìn, nó là góc 24mm để anh em có thể chụp đa dụng mọi thứ. Thì con này cũng thế, đem lại chất lượng rất là tốt. F2.8, lens pancake, cực kỳ sắc nét luôn. Dùng để quay nó vẫn ok, nó không bị hunting khi quay đâu, mà quay nó cũng khá là ổn nhá. Giá con này thì cũng rất là rẻ, thì mình sẽ để ở đây để anh em thể tham khảo nhá. Đó, con này thì sẽ có nguyên các hút các kiểu để anh em thể lựa chọn. Vừa rồi mình vừa giới thiệu tới anh em một loạt chiếc ống kính có deal hot đợt này, mừng dịp chào mừng năm mới 2022. Nếu bạn quan tâm những chiếc ống kính này thì hãy để lại tên chiếc ống kính ở phía dưới hoặc gọi ngay cho số hotline bên mình để thể nhận ưu đãi ngay lập tức nhá. Ngoài ra, bạn đang khao khát chiếc máy nào, chiếc ống kính nào thì có thể để lại tên chiếc ống kính đấy ở phía dưới để bên mình có thể hỗ trợ cũng như báo những cái ưu đãi riêng dành riêng cho những mã mà các bạn đang quan tâm nhé. Cảm ơn các bạn.